Hình ảnh chiếc Cherry EQ7 mẫu SUV điện Trung Quốc ngon, bổ, rẻ và có giá dự kiến chỉ từ 419 triệu đồng. Được biết, Cherry New Energy dự kiến sẽ ra mắt EQ7 đến người tiêu dùng vào tháng 8, và giá của chiếc xe mới sẽ rơi vào khoảng 419 triệu đến 548 triệu đồng. Ngày 12 tháng 7 năm 2023, chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên thuộc dòng SUV cỡ trung chạy điện mới của Cherry New Energy, mẫu EQ7, đã chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất. Điều này hứa hẹn mẫu xe Chery EQ7 sẽ sớm đến tay người tiêu dùng ngay trong năm nay. Theo một số thông tin nội bộ, Chery New Energy dự kiến sẽ ra mắt EQ7 đến với giới truyền thông cũng như khách hàng của mình vào tháng 8 tới đây. Về mức giá bán của chiếc xe Chery EQ7 sẽ rơi vào khoảng 130.000 nhân dân tệ đến 170.000 nhân dân tệ, tương đương 419 triệu đến 548 triệu đồng. Ở kích thước tổng thể thân xe của Chery EQ7 lần lượt là chiều dài 4.675 mm, Chiều rộng 1910 mm, chiều cao 1660 mm và chiều dài cơ sở 2830 mm. Mặc dù chiều dài thân xe không nổi bật, nhưng số liệu về chiều dài cơ sở này dường như đã đạt mức cao hơn. Về ngoại hình, chiếc xe mới Cherry EQ7 được xây dựng với ngôn ngữ thiết kế rất đơn giản, khi đầu xe chỉ gây ấn tượng mạnh với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày sắc cạnh, đặt trên cao, trong khi đó, đèn pha của xe được đặt ngay trên hốc gió bên hông có thể thấy vòng bánh xe mới áp dụng thiết kế hình khối cứng cáp hơn, ốp sườn và những nơi khác cũng được tích hợp tấm bảo vệ màu đen tạo nên sự hoang dã nhất định. Ở đuôi xe, chiếc xe Cherry EQ7 mới áp dụng thiết kế tương tự Cherry An, cụm đèn hậu thiết kế xuyên thấu, dài đèn phân bổ dạng ma trận điểm cũng được tích hợp hai bên. Về nội thất, Cherry EQ7 có thiết kế màn hình kép đang rất được ưa chuộng hiện nay, đường viền mạ chrome xuyên thấu trên bảng điều khiển trung tâm bắt mắt hơn. Bên dưới đường viền còn có đèn viền xung quanh giúp tăng cảm giác đẳng cấp cho chiếc xe. Khách hàng mua xe Cherry EQ7 sẽ được cung cấp hai màu nội thất đen nhám và xanh đen để lựa chọn. Ghế lái phía trước của chiếc xe mới được trang bị chức năng sưởi và thông gió, hàng ghế sau cũng sẽ có cấu hình sưởi ghế. Đồng thời, ghế cạnh tài xế được mệnh danh nữ hoàng phi công phụ còn có các chức năng như mát xa 8 điểm, gác chân chỉnh điện và nút bấm trùng. Cherry EQ7 có cấu hình được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh rất thoải mái. Hệ thống lọc khí cấp CN95, hệ thống tạo mùi thơm, hệ thống quản lý chất lượng không khí AQS, dự kiến sẽ được trang bị mức L2 và hệ thống ổn định nhiệt độ thông minh theo vùng, vân vân. Về sức mạnh, chiếc xe Chery EQ7 mới là mẫu dẫn động cầu sau, được trang bị động cơ có công suất tối đa 210 mã lực. Đồng thời, xe được trang bị pin lithium iron phosphate, tốc độ tối đa 180 km/h. Cuối cùng, Chery EQ7 được sản xuất trên nền tảng hoàn toàn bằng nhôm sử dụng cấu trúc khung khoang hợp kim nhôm, giảm 30% trọng lượng thân xe, giúp xe cải thiện hiệu suất bền bỉ. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.